Khi nói đến thế giới túi dành cho đàn ông thì tuy không thể đa dạng như với chị em phụ nữ nhưng vẫn có khá nhiều sự lựa chọn. Có thể kể đến các loại như ba lô, vali, tote bag, thủ duffel hay clutch. Nhưng nếu lựa chọn dựa trên tiêu chí nhanh, gọn cũng như thời trang thì đó phải là clutch. Với loại túi này, ta có thể dễ dàng mang theo món đồ hàng ngày một cách nhanh gọn và dễ dàng lấy ra sử dụng bất kỳ khi nào. Tôi cũng vừa sắm cho mình một chiếc clutch từ thương hiệu Frank, một local brand của Việt Nam chuyên về túi và ví da chất lượng lại có giá thành dễ tiếp cận. Và nhân tiện nhắc đến chủ đề túi ngày hôm nay thì có lẽ trong số chúng ta đã có những người thắc mắc là liệu đàn ông thì nên mang những thứ gì bên mình. Các bạn thì sao? Tôi đã có câu trả lời. Và như thường lệ, tôi là Duy, các bạn đang theo dõi Duy Gang Channel và ngày hôm nay các món đồ mà tôi hay mang theo bên mình. Và với một chiếc clutch trông có vẻ nhỏ nhắn này thì không biết tôi có thể để được gì nhỉ? Đầu tiên, tôi nghĩ hãy để cho bạn ngó qua một chút để biết rằng tuy nó nhỏ nhưng cũng khá là có võ đấy. Túi làm bằng chất liệu da bò có màu đen, nổi bật với đường vân được dập nổi trông rất bắt mắt. Có thể thấy phía trước túi được in tên thương hiệu Frank, phần khóa kéo như thường lệ ở bên trên. Bên trong túi có hai ngăn, gồm một ngăn nhỏ và một ngăn to. Ngăn nhỏ có thể chứa các loại ví, card holder, chìa khóa, các thứ có thể thuận tiện lấy ra và sử dụng thường xuyên. Ngăn to đủ chỗ cho một cuốn sách hay một chiếc tablet. Phía sau túi có một quai đeo có thể tháo rời. Quai đeo này để giữ túi chắc hơn và đôi khi là phòng các trường hợp cướp giật không đáng có. Và quay trở lại với chủ đề ngày hôm nay thì để trả lời cho câu hỏi trong túi của tôi có những gì? Đầu tiên, nó phải là chiếc iPad để tôi có thể dễ dàng ghi chép, đọc sách hay làm việc ở bất cứ đâu. Và thay vì phải mang một cuốn sổ hay cuốn sách dày cộp thì một chiếc iPad sẽ giúp cho bạn tiết kiệm tối đa diện tích cũng như giúp chiếc túi được mang đi dễ dàng hơn. Tiếp theo là điện thoại, tôi dùng nó để liên lạc, chụp hình, phát nhạc. Là thứ được sử dụng thường xuyên nên tôi hay để nó ở ngăn nhỏ phía trên để có thể dễ dàng lấy ra mỗi khi cần. Và tất nhiên là một người yêu thích âm nhạc thì tai nghe là một thứ không thể thiếu. Tôi dùng nó để nghe nhạc, đàm thoại ở bất cứ đâu. Trong một quán cà phê khi đợi bạn hay giải lao sau giờ làm việc, một chiếc tai nghe sẽ giúp bạn thưởng thức âm nhạc cách riêng tư và thoải mái hơn mà không ảnh hưởng đến người xung quanh. Tôi lựa chọn một chiếc AirPod để có thể mang đi thuận tiện hơn cũng như là không phải gỡ rối dây mỗi khi sử dụng. Có lẽ đây cũng là hoàn cảnh mà các bạn sử dụng tai nghe có dây đã từng trải qua. Và với việc mang theo các đồ điện tử như vậy thì tất nhiên tôi sẽ không muốn các thiết bị của mình trải qua tình cảnh pin yếu do không mang cục sạc hay không thể tìm thấy ổ cắm. Và trong hoàn cảnh đó thì có lẽ sạc dự phòng là cách giải quyết. Tôi mang cái cục sạc dự phòng Xiaomi 10.000 mAh có hỗ trợ sạc không dây tích hợp với điện thoại và AirPod. Với tính năng hỗ trợ sạc không dây này sẽ giúp cho quá trình sạc cũng như mang đi của tôi được dễ dàng hơn. Có lẽ 10.000 mAh không phải là con số lớn, nhưng nó sẽ vẫn có thể cung cấp đủ năng lượng cho thiết bị của tôi trong một ngày nếu chỉ sử dụng ở mức trung bình. Tiền có lẽ là thứ mà đi đâu ai cũng phải mang theo. Ở đây tôi có một chiếc card holder cùng bộ với chiếc túi. Nó có 6 ngăn để thẻ và một ngăn để có thể chứa tiền lẻ, gửi xe hay tiền mặt để thanh toán khi cần. Và với tình hình dịch bệnh như hiện nay, virus corona đã gây ảnh hưởng đến khắp nơi trên thế giới. Xu hướng hạn chế trao đổi tiền mặt lại càng được khuyến khích. Vì vậy, sở hữu một chiếc card holder là hoàn toàn hợp lý. Và mỗi khi ra đường, tôi đều không quên mang theo một chiếc kính để có thể bảo vệ mắt lại thời trang. Tôi hay mang theo một chiếc kính gọng kim loại dán Pilot của American Optical. Sở dĩ tôi chọn loại kính này vì nó có dáng hợp với khuôn mặt và hợp với đa số các loại outfit hay mang. Và nhân tiện nói đến tình hình dịch bệnh đang hoành hành khắp nơi như hiện nay thì tôi cũng không quên mang theo khẩu trang và nước rửa tay để bảo vệ bản thân cũng như những người xung quanh. Khẩu trang ở đây là loại khẩu trang 3 lớp có thể giặt lại được bằng vải thay vì sử dụng khẩu trang dùng một lần có thể gây ảnh hưởng đến môi trường. Nước rửa tay là loại của Bath & Body, một thương hiệu của Mỹ nổi bật với nhiều mùi hương khác nhau, trong đó có một số mùi dành riêng cho đàn ông. Loại ở đây tôi chọn là loại của khách tên No, với giao diện màu sắc bên ngoài rất hợp với chiếc túi và thể hiện sự nam tính. Mùi hương là mùi nước hoa, giúp cho bạn vừa có thể bảo vệ cơ thể lại có thể lưu giữ suốt cả ngày. Và đó là những gì tôi mang trong túi hàng ngày. Có thể thấy với chiếc clutch màu đen này, tôi dễ dàng phối hợp cùng các outfit như suit đen, sơ mi đen hoặc đôi khi là thoải mái hơn cùng jean, t-shirt trắng và cardigan.
Vậy còn các bạn thì sao? Trong túi của bạn có những món đồ gì? Hãy chia sẻ để mọi người cùng biết ở phía dưới phần comment. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy thích và đừng quên subscribe nếu bạn thấy nó bổ ích. Cuối cùng, xin chào và hẹn gặp lại.